Đây là vườn maca tiêu dổi, dổi được 2 năm, maca được 1 năm, dổi 2 năm này. Tiêu vườn này không có phun thuốc gì hết, để cỏ tự nhiên, cỏ cao qua cây cà phê luôn, mới phát xong giờ lại lên lại rồi. Maca trồng lọt dòng 9 sâu 5, tuy nó cái hạt nó hơi nhỏ nhưng mà chất lượng nó rất là tốt. Chuối này thì nhập từ Hòa Bình về luôn. Cái thời tiết của nó thì hơi khác trong này một tí nên cái tỷ lệ đậu trái nó thì chậm hơn. Nhưng mà cái hoa thì cũng bằng với cái kia thôi. Này hoa cũng nhiều này. Hoa cũng quá trời nhưng mà chưa đậu trái được, chắc phải năm ba, năm ba đậu. Đậu quá trời đây này, đậu quá trời. Hôm bữa đó rất nhiều lắm mà nó rụng hết rồi á, giờ còn lại ra mấy hoa. Mùi của nó rất là thơm. Trời 2 năm thôi. Nó rất hợp với đất của Tây Nguyên. Maca. Đây là làm theo hệ thống các tầng với nhau. Thấy vậy là ổn định rồi, đất rất là ổn định.